Hồi 15 phút nữa. Bây giờ mới có người chạy anh ạ. 2 phút nữa. Lâu lắm rồi mới được cam cầu anh em ơi. Đã từ rất lâu rồi. Wow. Wow. Kệ nó, kệ nó, kệ nó. Đầu cầu, kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Kìa nó đang qua kìa, từ từ. Ngồi im, nấp đi, nấp đi. Ok đẹp. Xong, 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 xong. Phải nổi, boss à? Boss rồi, boss rồi, boss rồi. Đã từ rất lâu rồi, trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương. Anh không thể trao cho ai cái từ khi anh có em. Tí ui, còn hai cầu đều còn có 30 người nữa thì chặn cầu cái gì. 30 người lại còn bo kiểu bo hai cầu nữa. Hai anh em chia ra đi, mỗi người chặn một bên. Em ấy qua bên kia cái. Ờ, qua bên kia đi. Bên kia nè, mèo. Hả? Không để sổng một con gà nào. Hai người khó chặn lắm. Qua đi, nếu cảm thấy ấy được, qua đi. Cảm thấy tách. Cầu rồi. Mày nghĩ ai được không? Lại là một con boss nữa. Chạy này nắm boss vậy. Bọn em mượn con xe nha. Cứ đi đi. Thoải mái. Lúc cái xác này xem có đạn không mèo ơi. Không hết đạn rồi. Đi 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 đi. Tí đâu cho đạn xanh. Đấy lút tí. Qua làm gì đâu. Mất có mấy giây rồi. Anh Tuấn dạy em bắn với. Em cứ luyện tập nhiều là sẽ bắn được thôi em. Anh em mình em chia ra làm hai tiểu nhanh nhá. Không biết bắn bắp á. Trời ơi. Đứa nào mà nó khốn nạn vậy em? Thế thì bỏ chia tay nó luôn em ạ. À. Trời điệu. Chia tay đi, chia tay đi. Tô Sinh mồ, Tô Sinh đang đi ăn ở trong Huế anh em ơi. Trời điệu. Không online đâu. Đoàn, binh đoàn K8 anh Tuấn ấy. Binh đoàn K72, K84 đấy chia ra làm hai chiến tuyến đấy. Bánh tắp lá cả hai cầu. Mày đổi xe đi, mày ơi, đổi xe tao lái cho này. Cứ chia chặn hai cầu kiểu gì mà tí nữa khoảng chó ra đấy thì bảo thì lại vui. Thế em cũng sợ đấy, bảo là cái này qua anh không. Mà anh cứ bảo thôi mày qua đi, mày bắn hai. Anh thì anh luôn tự tin rồi, anh một mình anh chặn cầu cũng được. Bọn em tự tin lắm. Ừ. Anh biết em mà. Tự tin, em không thể em nghĩ là mày sẽ chết cả con vẫn đứng bên này. Trời ơi bạn ơi. Giờ bam để làm cái gì? Rồi lại bị chặn. Xe còn hết sang mẹ, xe mẹ. Rồi, đi được. Hôm nay tập sấy MK8X mà nó lại không trúng phát nào. MK8X khó lắm. Cam hai cầu đố thông được, thông trong 10 tỷ. Đây rồi. Cú dài, chuẩn bị. Xe UAT nhá, xe UAT nhá. Nó vào trong khu nhà rồi. Nó đang thám thính tình hình hiểu không? Nó đang xem là có ai không? Mèo ơi, lấy xuống nhà đi mèo ơi, cho nó ở ngoài đi. Nếu câu trả lời là có, chúng nó sẽ không qua đâu em. Chúng nó sẽ tìm một cái thuyền để đi. Xe máy, xe máy. Nào, chuẩn bị có mạng này. Bên cầu kia có mạng rồi. Đây, bên mình chuẩn bị có xe UAT đi qua này. Anh nhìn thấy xe UAT rồi. Ra muộn cầu rồi, xe nó chạy qua tưng bừng quá. Úi dồi. Có mạng rồi kìa. Bên kia anh mạng mà ức lại. Ôi thôi sao. Lùi cái, thôi xe máy này. Ui, lại thêm một con Dacia nữa em ơi. Chuẩn bị. Chuẩn bị có bát nhá. Ui, UAT với Dacia nhiều lắm. Chúng ta chuẩn bị có cuộc báo tử rồi, em yên tâm. Tao chết rồi. Đấy, nghe câu đấy là biết rồi đấy. Chuẩn bị có cuộc báo tử. Kìa final được hết rồi kìa, cứu nhau đi. Được. Rồi sao? Vĩnh biệt. Vĩnh biệt hai bấy bề. Ồ, thính rơi đầu cầu ạ. À. What the hell? À, bọn này bắn flare à? Bọn này bắn flare chuẩn bị bạn đi đấy em. Em đứng ở đấy em bắn ai vậy? Em ra đầu. Đứng lên bắn được nhưng mà tí nữa xem hướng. Cái thằng qua đâu đi nó chạy rồi. Ôi thôi. Thôi rồi. Ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Chúng ta lại đếch có xe nữa em ạ. À. Thật là đau. Cái
khe, như đầu cầu vẫn còn chút nhỉ. Thôi bây giờ bố ai dám ra đầu cầu nữa. Kìa, nó nhòm vào trong cầu rồi. Kệ nó nhá, wow. kệ nó thôi. Mình không có xe, không có pháo. Không xe, không pháo, chúng nó không biết được đâu. Ngồi im, đừng để cho bị lộ. Cứ cho nó bắn thoải mái đi. Ui, nó lấy ấy rồi. Nó lấy xuồng rồi. Mình bỏ quái là mình để ý con xuồng rồi mà. Đây rồi, bọn nó bên đây em ơi. Nhanh. Bên đây. Nhanh. Lên con xe, mình còn giết được nó. Nào, lên xe. Ủa, nó đi tít đằng này á. Ừ, nó lấy xuồng là nó đi mà. Kìa. Nó lên bờ rồi. Kìa, bắn đi. Công Phượng thì thằng bạn ở đây. Để cho ai đây? Vĩnh biệt thằng bạn nhá. Ủa, không chết luôn. Thằng bạn hên vậy. Bắn vào ngón chân nó kiểu gì đúng chết. Đúng rồi. Đây rồi. Nhìn đều. Ở trong nhà còn này này. Xong rồi, hết rồi. Xong rồi. Ừ. Final rồi. Anh táp M16 thì làm sao các bạn ấy đỡ được. Người ta gọi là không lối thoát anh em ạ. Có cái khẩu là xịn sò. Nhiều khẩu xịn sò lắm em. Em lấy được em cứ lấy thôi. Thôi đi vào bò đã em ơi. Bò cuối đi thôi. Chị sò con bò. Thằng đó nhảy ghê á. Ừ. Thằng đó dù có nhảy ghê đi chăng nữa thì vẫn phải chết. Lấy xe. Ui xe lại còn trôi ấy chứ. Vãi nồi. Vãi trường. Thằng khốn nạn nào bắn lốp ta. Chắc hai thằng hồi nãy. Ơ quay ốp kìa. Kệ nó thôi. Nó phải lên mà. Chắc thằng bắn thêm tính đầu cầu rồi. Lại thêm một lý do nữa để chặn chúng nó rồi. Đây rồi em ơi. Chạy đâu đây? Chạy đi đâu? Chạy theo em mơ phương. Hết rồi em, clear rồi. Lắm em ơi, người ơi, tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui, vui chốn nỗi buồn. Sao cái binh đoàn K54 lại không đến để giải cứu cho binh đoàn K56? Có mỗi con xe thì... Có người. Định lấy xe của chế à? Để ngay con xe lại cho chế. Đậu phộng. Rồi xong. Lo lại là dễ anh em ạ. Lo lại là dễ. Không nỡ để cho thằng em con bot. Nhưng mà bây giờ chúng nó cứ bắn anh. Anh biết phải làm sao. Bây giờ em phải liên hệ với mấy cái bạn bị chết kìa. Em bảo là tại sao lại chết sớm vậy. Thì còn có câu trả lời chứ. Hỏi anh ấy biết hỏi ai bây giờ. Đậu xanh. Định một thằng ra lấy xe đón hai thằng nữa. Nhưng mà việc đấy gọi là bất thành anh em ạ. Nhìn Tuấn là chết đúng rồi. Nhìn thấy tôi gái là chết ngay. Heo luôn. Anh nhìn thấy xe của chúng nó rồi. Có xe nhá. Có xe đỗ ở mấy con máy bay kìa.
Có thằng đi từ Bắc Ghi ra lấy ra lấy Thính, nếu như anh không nhầm. Bắn cái gì đây em? Em nhấn nhầm bắn đấy. Ui thôi sao không? Ngu người rồi. Ui. Ui ui. Thôi vướng anh Tuấn thế. Đây anh nhìn thấy team nó rồi. Ngồi im, ngồi im, ngồi im. Sợ không đủ máu để bắn chúng nó nữa cơ. Bơm máu đi anh. Được rồi, em cứ bắn đi, em cứ bắn đi. Em còn nhiều máu nhé. Ok, ok. Có thằng đang đánh võng đến đấy nhá, cẩn thận đấy. Thôi các bạn ơi, cái gì buông bỏ được thì buông bỏ đi. Buông bỏ đi. Đi lên trên con máy bay ở trên. Ôi. Anh. Anh loot ít đồ. Có X6 đấy, lấy đi. Được rồi. Chắc chắn là thằng kia nó tiến lên thì nó chỉ ở cái chỗ cánh máy bay thôi. 100% hoặc là ở trong cái máy bay. Giờ còn 7 thằng nữa. Chắc chắn là bọn nó nằm hết rồi này. Mình đáp smoke như thế này là coi như là mình bị lộ rồi đấy. Tất cả các team sẽ chú ý đến mình đấy. Đằng sau nó vào bò nó thấy mình. Đúng rồi. Để anh thêm một phép thử nữa. Cẩn thận nhá. Anh phép thử tí. Anh chết thì em ở lại em lấy top 1 nhá. Thôi anh. Đừng bỏ em mà đi. Rồi. Đây anh nhìn thấy một thằng rồi. Em đã. Enemies ahead. Chỗ em chấm có một thằng nhé. Ok. Nó vừa nhảy lên nó chào em phát xong nó chạy bước rồi. Xong rồi. Lia luôn này anh. Ừ, lia rồi. Em cứ đứng ở đấy thôi. Còn 4 thằng nữa, một team. Cẩn thận chỗ mấy anh nhá. Bây giờ em set up smoke ra xem đến lấy cái cánh máy bay cho anh. Set up được smoke không? Cái cánh máy bay ngay trước mặt em ấy là cái cánh máy bay ở trong bo ấy. Nhớ set up kín smoke ra. Không có 3 trái thôi. Set khoảng độ 2 trái ra là đến mà. Được rồi, được rồi. Chúng nó ở phía trước đây rồi. Đấy người ta gọi là vãi linh hồn anh em ạ. Phải để ý từng một chi tiết một. Chỉ cần thay đổi nhỏ thôi là mình để ý cái là mình biết được là có thằng ngay. Anh sợ bên đường này vẫn còn người thôi. Hình như phía trước mặt anh có người. Đang nhìn thì tự nhiên có. Wow. Chỗ, em đáp à? Thôi cứ đứng im ở đấy thôi. Em đáp làm gì? Em đáp làm gì? Đừng có đáp. Em đáp thêm một quả smoke ở ngay cái cánh máy bay của em cho anh. Đáp thêm một quả smoke ở ngay dưới chân em luôn đấy. Hết smoke rồi. Hết smoke rồi, thế thôi. Đấy anh Trình.
xem bo đã, xem bo đã. Thằn lằn phơi nắng. Hay gọi Tuấn là Tuấn sâu đo à. Đậu vọng bây giờ bắt buộc rồi anh em. Bây giờ cái góc mình không hoàn toàn không có backup. Ôi, bo thì ăn lời. Ui, bo đúng vào chỗ máy bay của nó, khốn nạn thế. Khó rồi. Lấy máy bay kiểu gì đây? Hết smoke nữa chứ. Hay à. Thiệt là khó quá đi. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi, uống nước nhiều vào cu dài ơi. Rồi em thấy một thằng. Ok ok, vào luôn máy bay, vào luôn em ơi, vào luôn. Không bắn đừng gạt. Vào luôn máy bay. Nó nằm ngoài đầu nhé. Ok ok ok. Vào máy bay là mình win rồi. Đứng im trên máy bay. Rẽ ra. Em ra cục thính đứng đi, em ra cục thính đứng. Em Dương vẫn sợ nó nằm ngoài đấy. Anh nghĩ nó chỉ nằm ở chỗ hàng rào thôi. Chỗ thính clear rồi, em ra thính đứng cho anh. Để anh trên máy bay này. Chắc chắn là nó ở chỗ hàng rào rồi. 100%. Có tiếng. Nằm ở chỗ chân cột biển đây này. Chắc không? Chắc, nó vừa bắn rồi. Được rồi. Cứ để nó bắn. Giờ em ở đây thấp quá không thấy được rồi. Chân cột điện ngoài bo rồi. Bắt buộc nó phải đứng dậy mà. Xa anh ơi, mà xa chứ. Đây rồi. Đây rồi. Trước mặt anh. Hay quá em ơi. Nice. Woo. Sao mẹ đi anh em mời em ăn đâu. Hay quá. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây. Bình đoàn K54.